Thưa quý vị và các bạn, tại một số tuyến đường xung quanh khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang xảy ra tình trạng hàng loạt các xe ô tô con, xe khách 16 chỗ và xe chở hàng chuyển phát nhanh dừng đỗ vây kín, gây cản trở giao thông của người dân nơi đây. Đặc biệt, tình trạng này thường xảy ra vào các giờ cao điểm, khi những chiếc xe ô tô đỗ nối tiếp nhau thành hàng dài, làm đoạn đường này đã bé nay lại càng bé thêm. Theo quan sát của phóng viên Môi trường và Cuộc sống, tại một số tuyến đường xung quanh khu đô thị mới Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, song song với đường Nguyễn Chánh, tuyến đường tại ngã tư Mạc Thái Tông và trước cổng trường Trung học phổ thông dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội, hai bên đường bị vây kín bởi hàng chục chiếc xe ô tô con, xe chở khách 16 chỗ và xe chở hàng chuyển phát nhanh. Những chiếc xe ô tô này đỗ quây kín lối ra vào các tòa chung cư thuộc khu đô thị mới Nam Trung Yên, gây cản trở việc di chuyển của các phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, vào những buổi sáng sớm, giờ cao điểm lưu lượng người tham gia giao thông qua khu vực này rất đông nên đã gây ùn ứ, khiến người dân đi lại rất khó khăn. Tất cả mọi công việc đó là bọn nhanh phát biểu rất nhiều lần rồi. Tiếp xúc với cử tri cũng nói nhá, tiếp xúc cử tri cũng nói, mà nói rất nhiều. Thế nhưng mà vẫn cái bệnh nào thật đó. Đấy, đó là tình hình như thế. Cho nên hôm nay về được mà đưa lên là cái tuyệt vời luôn. Người dân thì khóa định cư, có dọn hàng nước xuống vỉa hè bán ở vỉa hè thì phường đi dẹp. Và người dân ở đây là rất chấp hành là thu rất gọn. Nhưng mà bây giờ lại để cái tình trạng là xe đỗ lòng đường này và không có lối đi. Thế mà em chả hiểu là công an phường ở đây là như nào, bây giờ cứ để xe tình trạng này. Buổi sáng đưa con đi học là không đi được, xe đỗ hai bên, xe đỗ hai bên đường. Thế mà bây giờ là cứ phải chờ có một xe nào đi qua là phải chờ đi từng đợt một mới xong. Thực ra thì cái tình hình ô tô đỗ ở lòng đường vỉa hè xung quanh khu đô thị của chúng tôi B khu 11 ấy, nó cũng đã tồn tại rất là lâu và nhiều lần rồi. Chúng tôi cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng là làm sao giải quyết để có những cái hành lang pháp lý để cho họ không thể đỗ vào đấy nữa, để tạo điều kiện đi lại thông thoáng cho bà con. Thế nhưng đến nay thì vẫn chưa được đáp ứng. Đề nghị quận Cầu Giấy và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội nhanh chóng vào cuộc xử lý tình trạng này để trả lại vỉa hè lòng lề đường cho người dân.